Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2021, hội thi tàu xuồng xe tốt năm 2021 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã thành công tốt đẹp. Hội thi một lần nữa khẳng định kết quả của công tác huấn luyện, quản lý, khai thác và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật trong toàn đơn vị. Tham gia hội thi tàu xuồng xe tốt năm 2021, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đều tham gia thi tại hai địa điểm: cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Hải đội 401, 422 ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và Hải đoàn 42 ở thị trấn Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị kế hoạch của Bộ Tư lệnh Vùng về tổ chức hội thi, ban tổ chức các cơ quan chuyên ngành đã làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, đáp án, lịch điều hành, xây dựng quy chế thi chặt chẽ, sát với thực tiễn, đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tổ chức thi nghiêm túc, đánh giá khách quan chính xác kết quả đạt được. Hội thi tàu tốt năm 2021 được chúng tôi xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, năng lực chỉ huy, tổ chức hiệp đồng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống sát với thực tế chiến đấu của toàn tàu. Các tàu xuồng xe tham gia hội thi phải trải qua 3 phần thi chính là công tác quản lý sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, bao gồm công tác quản lý kỹ thuật và thực hiện các chế độ quản lý kỹ thuật, trình độ hiệp đồng thao tác sử dụng phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật theo biên chế của đơn vị, hoạt động đồng bộ các trang thiết bị kỹ thuật của ngành, toàn tàu xuồng xe tại bến và khi hoạt động. Phần thi lý thuyết là các nội dung có liên quan đến kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, nghiệp vụ. Nội dung thực hành là khả năng thao tác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chỉnh sửa chữa trang bị kỹ thuật, sử dụng các phương tiện đo, phương tiện kiểm tra và kỹ năng thực hiện, lập dự trù vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, phục vụ công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tác phong làm việc, chấp hành các quy định trong vận hành, thao tác máy móc trang bị và an toàn vệ sinh lao động. Hội thi tàu xuồng xe tốt của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 là hoạt động được tổ chức thường niên, là nội dung quan trọng nhằm kiểm tra đánh giá kết quả nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ và kết quả của công tác quản lý, bảo quản, vận hành và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Trên cơ sở đó tạo nền tảng cho việc nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, góp phần xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã tặng cờ và trao giải nhất nhì ba cho 3 tập thể tàu, tặng 10 giấy khen giải nhất nhì cho 3 tập thể ngành và xuồng xe cùng 11 giấy khen cá nhân các giải.